Hướng dẫn thêm thông tin thuế vào tài khoản Google AdSense để các bạn nhận được tiền khi tài khoản YouTube của bạn đủ điều kiện để nhận tiền. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đầu tiên mình cảm ơn bạn đã click vào xem video này. Nếu như bạn chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một nút đăng ký kênh và chuông để nhận những video mới nhất cũng như ủng hộ mình ra thêm những video tiếp theo. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn các bước để các bạn thêm được thông tin thuế lên tài khoản Google AdSense của bạn để các bạn có thể nhận được tiền khi tài khoản YouTube của bạn đủ điều kiện để nhận tiền các bạn nhé. Giờ sau khi kênh của bạn mà đủ số dư tối thiểu để các bạn thanh toán ấy, các bạn nhận tiền về thì các bạn sẽ vào cái mục kiếm tiền này. Hoặc là khi mà các bạn vào trang cái kênh của bạn ấy, thì sẽ có một cái thông báo quan trọng ngay trên đỉnh này, các bạn ý nhé. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản AdSense để xác minh danh tính của bạn. Đây là việc bắt buộc để có thể nhận các khoản thanh toán tương ứng trong tương lai và tiếp tục kiếm tiền đấy. Thì bạn, một là bạn có thể nếu mà tìm hiểu thêm ở ngay trên đầu này, hai là bạn sẽ kéo khi nhận được cái thông báo đó thì bạn sẽ vào phần kiếm tiền ở đây. Các bạn vào phần kiếm tiền thì ở bên phải này, của bên phải này, trước đó thì sẽ hiển thị một thông tin là các bạn không cần phải làm gì. Tuy nhiên mà đến cái mức mà các bạn thanh toán tối thiểu bạn nhận được tiền ấy, thì ở đây sẽ có một cái hoàn tất trong AdSense này, thì các bạn sẽ nhấn vào hoàn tất trong AdSense để mình được cần làm hoàn tất trong AdSense. Thì ngay lập tức nhấn vào đây thì sẽ chuyển đến cái trang của AdSense cho YouTube nhé. Thì bạn sẽ nhấn vào đây để mình làm cái thao tác tiếp theo. Bạn đang bị ngừng các khoản thanh toán từ YouTube vì cần khắc phục vấn đề với tài khoản. Mình sẽ nhấn vào hành động nhé. Điều quan trọng là kiểm tra xem bạn có cần cung cấp thêm thông tin thuế hay không. Tất cả những người sáng tạo và đối tác trên YouTube đều phải gửi thông tin thuế để đảm bảo giao dịch thanh toán của bạn chịu mức thuế chính xác nếu có. Quản lý thông tin thuế, thu nhập, số dư của bạn đang được cập nhật mỗi tháng mỗi lần. Sau cuộc chiến tranh này, chúng tôi sẽ tạm dừng hoạt động kiếm tiền đối với nội dung lợi dụng, bác bỏ hoặc xung túng của chiến tranh đấy. Khi mà làm nội dung các bạn cũng phải lưu ý nội dung này là nó không được bật kiếm tiền này. Thì các bạn có thể nhấn vào đây thông tin thuế để các bạn kiểm tra xem. Không có thông tin trong thuế trong hồ sơ thì bây giờ mình sẽ thêm thông tin thuế vào đây các bạn nhé. Phải thêm cái thông tin vào đây các bạn. Báo cáo thuế sang các tài liệu, báo cáo thuế và quản lý. Thư giấy này, quản lý. Mình sẽ thêm thông tin thuế. Dự kiến mất khoảng 15 đến 20 phút để bảo mật tài khoản. Chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn sau 1 giờ. Bạn có thể phải xác minh lại và thông tin đã nhập sẽ không được lưu. Hãy dùng đúng hồ sơ thanh toán của người nhận thanh toán và cung cấp thông tin thuế cho Google. Người nhận thanh toán hoặc người được ủy quyền làm người đại diện cho người nhận thanh toán sẽ phải ký. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm tài liệu thuế sau khi hoàn tất biểu mẫu. Google không thể đưa ra lời khuyên về các vấn đề về thuế để được trợ giúp về trường hợp thuế của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn. Mình sẽ bắt đầu biểu mẫu. Bạn sẽ nhập của bạn vào đây, nhập mật khẩu của bạn vào đây. Sau khi các bạn điền mật khẩu tài khoản Gmail đây thì bạn sẽ nhập tiếp theo. Thông tin thuế tại Hoa Kỳ để tìm đúng biểu mẫu. Trước tiên hãy trả lời một số câu hỏi. Các bạn thấy yêu cầu thông tin thuế phải được báo cáo bằng chữ cái. Tài khoản tổ và thuộc loại nào? Bây giờ tài khoản cá nhân vậy nhé. Nhận tiếp. Bạn có phải là công dân hoặc người cư trú tại Hoa Kỳ không? Nếu có thì bạn chọn có, mình ở Việt Nam mình chọn là không. Hãy chọn biểu mẫu thuế W8 dựa trên những câu trả lời mà bạn đưa ra. Bạn cần sử dụng biểu mẫu W8. Biểu mẫu này thường được các cá nhân không phải người Hoa Kỳ sử dụng.
và cũng được dùng để yêu cầu hưởng các lợi ích theo hiệp định thuế. Biểu mẫu này thường được pháp nhân là doanh nghiệp, không phải mình là cá nhân mình sẽ chọn cái trên nhé. Ai là doanh nghiệp thì chọn cái dưới. Các bạn sẽ điền thông tin vào đây, tên của cá nhân là chủ, tên mình các bạn nhé. Bạn sẽ nhấn chữ Y để các bạn xem là cái này là như nào. Chủ sở hữu hưởng lợi là người nhận khoản thu nhập cho mục đích thuế, cá nhân hoặc pháp nhân nhận khoản thu nhập với tư cách là người đứng tên. Thì mình sẽ ghi tên của mình vào đây. Bạn sẽ ghi tiếng Việt không dấu nhé. Tên thương mại hoặc thực thể hoặc thành viên trực thuộc. Quốc gia, mình chọn quốc gia Việt Nam. Mã số định danh người nộp thuế. Mình sẽ điền mã số thuế cá nhân và dòng mã tin nước ngoài. Còn ở bên dưới thì mình bỏ trống. Tiếp theo thì bạn sẽ kéo xuống dưới và nhấn vào mục tiếp. Bạn sẽ nhấn vào tiếp nhé. Ở đây thì các bạn sẽ nhập địa chỉ của mình bằng tiếng Việt không dấu. Ví dụ như địa chỉ đường phố này, số căn hộ này, số nhà này, tên đường này. Bạn đều viết tiếng Việt không dấu các bạn nhé. Sau đó ở phần tỉnh thì bạn có thể nhấn vào để các bạn chọn tỉnh của bạn. Thì nó bằng tiếng Việt. Ở đây là mã bưu điện thì các bạn sẽ nhập theo mã bưu điện của tỉnh các bạn nhé. Ví dụ như Hà Nội là 100.000. Nếu như các bạn không biết thì các bạn lên Google để các bạn sẽ gõ mã bưu điện ở tỉnh của bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ ghi là địa chỉ gửi thư giống với địa chỉ thường trú này. Bạn sẽ nhấn vào tiếp. Đến mục thứ ba là hiệp định thuế thì mình sẽ nhấn vào không bạn nhé. Rồi mình sẽ nhấn vào tiếp theo. Mục thứ tư các hoạt động và dịch vụ thực hiện ở Hoa Kỳ mình nhấn vào không bạn nhé. Và nhấn vào tôi xác nhận rằng các dịch vụ cung cấp cho Google này, các đơn vị liên kết của Google này. Đó thì mình cũng sẽ nhấn tick B vào đó. Sau đó thì mình sẽ nhấn vào tiếp. Đến mức này thì mình sẽ chọn theo mặc định là không sử dụng giấy này. Sau đó thì bạn sẽ nhấn tích vào ô vuông này. Tôi chấp nhận thỏa thuận gửi lại không sử dụng giấy này. Đó, nhận tài liệu từ thư giấy. Thì bạn có thể tích vào đó. Sau đó thì bạn sẽ nhấn vào tiếp. Ở cái bước này thì xem trước giấy này. Bạn sẽ nhấn tích B vào cái ô vuông căn cứ theo gì tôi được biết. Tôi xin xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ các giấy tờ đã tạo và tôi tin rằng thông tin trên những giấy tờ này là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. Đó, thì đây là thông tin nhé. Thông tin mình đã kê khai này. Thì bạn có thể nhấn vào đây để các bạn xem lại. Và bạn có thể lưu về cái máy tính của bạn để sau này bạn có thể xem lại những thông tin mà bạn đã kê khai trước đó. Rồi, bây giờ thì bạn sẽ tích V vào ô vuông. Rồi bạn sẽ nhấn vào bước tiếp theo. Đến bước số 7 xác nhận và ký tên thì bạn sẽ chứng nhận tờ thuế nhé. Bạn sẽ tích V vào những ô vuông này. Tôi đồng ý rằng tôi sẽ gửi tờ khai mới trong vòng 30 ngày nếu có bất kỳ xác nhận nào trong tờ khai là không chính xác. Nếu như không chính xác thì bạn sẽ có 30 ngày để bạn gửi lại nhé. Bên dưới này bạn sẽ tích V vào ô vuông này. Thì có hai ô vuông đây thì bạn sẽ tích V vào hai ô vuông. Tôi cầm nằm và chấp nhận này, bị trừng phạt nếu mà khai man này, sản thông tin không đúng. Ở phần 5 ở phần này thì bạn sẽ sửa lại theo số 5 mà bạn cập nhật cái thông tin thuế nhé. Thì khi mà bạn tra cứu thông tin thuế cá nhân của bạn ở trên Google thì ở bên dưới nó sẽ có cái thời gian cập nhật mã số thuế của bạn ấy. Thì bạn sẽ ghi cái số năm đó vào đây. Đó, ví dụ như của mình là 2021 thì mình sẽ sửa lại là 2021. Phải là người được nêu trong phần mã số thuế và ký tên vào tờ khai này. Tên Lưu Sĩ Huy thì mình sẽ nhận tích vào cái bên trên á. Phải, tôi là người được nêu trong phần mã số thuế và ký tên vào tờ khai này. Đó, thì nếu như không phải thì bạn sẽ từ bên dưới đúng không? Nhưng bây giờ mình là thông tin chính xác này, nên là mình sẽ chọn vào cái dòng đầu tiên và theo ký tên theo cái thông tin cá nhân của mình. Đó là cá nhân không phải người Hoa Kỳ và nếu có áp dụng bạn có thể được hưởng mức tấu lưu thấp hơn. Đó thì mình sẽ nhấn vào gửi. Sau khi thông tin đã thành công mình sẽ nhấn vào gửi nhé. Sau khi các bạn nhấn vào gửi thì thông tin thuế của bạn sẽ được phê duyệt luôn. Như tài khoản của mình ở đây là trạng thái được phê duyệt này, có ngày gửi này và người gửi. Thì ở đây thì mình đã điền xong với thông tin thuế của mình rồi, có địa chỉ rất là đầy đủ như mình đã kê khai trước đó. Nếu như tài khoản Google AdSense của bạn hay là tài khoản YouTube của bạn ấy mà có cái hành động là thêm cái thông tin thanh toán hay thông tin thuế thì bạn hãy làm theo video hướng dẫn của mình ở đây thì các bạn sẽ thêm được cái thông tin thuế thành công bạn nhé.
Và nếu tài khoản của bạn có nút hành động ở đây thì bạn sẽ nhấn vào để xem là tài khoản của bạn cần thêm những cái thông tin gì nữa. Ví dụ ở đây là khi mà mình nhấn vào hành động mà nó sẽ báo là có vấn đề về tài khoản thanh toán của bạn này đó. Trong trường hợp này thì bạn sẽ nhấn vào mục mũi tên sổ xuống này, có vấn đề về tài khoản thanh toán của bạn đó, thì bạn sẽ nhấn vào mục sổ xuống này xem là cần thêm những thông tin gì nữa. Bạn sẽ nhấn vào ở đây thì là có cái thêm cái thông tin là hãy cung cấp một số thông tin về bản thân để tiếp tục này. Còn cái thông tin thuế của bạn tại Hoa Kỳ đã được chấp nhận rồi, là cái thông tin thuế mà trước đó mình đã làm. Đây mình sẽ nhấn vào xác minh ngay để thêm cái thông tin cá nhân của mình này. Những tài liệu bạn cần có cho quy trình xác minh: bạn cần phải xác minh danh tính để tiếp tục kiếm tiền trên YouTube, giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính của bạn, một là giấy phép lái xe, hai là hộ chiếu, ba là thẻ căn cước này. Đó thì bạn cần phải chuẩn bị một trong ba giấy tờ ở đây. Bạn sẽ xác minh rồi bạn sẽ nhấn vào bắt đầu xác minh. Nhập tên giống hệt với tên trên tài liệu bao gồm tên và họ của bạn nếu có. Để đảm bảo có được thông tin chính xác, chúng tôi có thể cập nhật tên để khớp với tên trên tài liệu bạn gửi. Đó thì mình sẽ nhập tên pháp lý của mình vào đây nhé. Ví dụ của mình là Lưu Sĩ Huy thì mình sẽ nhập Lưu Sĩ Huy viết hoa không dấu bạn nhé, viết chữ in hoa không dấu. Đó, tiếp theo thì bạn sẽ chọn loại giấy tờ này, tải giấy tờ tùy thân của bạn lên này. Đó thì mình sẽ chọn loại mã nhận dạng, mình sẽ nhấn nút sổ xuống này. Ví dụ bạn có giấy phép lái xe thì bạn chọn hộ chiếu, hoặc là thẻ căn cước ở đây mình sẽ chọn thẻ căn cước. Và mình sẽ tải lên mặt trước của giấy tờ tùy thân cũng như là mặt sau của giấy tờ tùy thân. Thì ở đây thì bạn cần phải có hai cái ảnh mặt trước và mặt sau ở trên máy tính rồi bạn nhé. Sau đó thì bạn sẽ nhấn vào tải lên thôi. Rồi bạn nhấn vào tải lên, sau đó thì bạn sẽ chọn đến cái thư mục mà đã lưu cái ảnh căn cước công dân của bạn ở trên cái máy tính. Mặt trước bạn sẽ chọn mặt trước này, còn đối với hộ chiếu thì chỉ có một mặt thôi bạn nhé. Đây, lưu ý là hình ảnh bạn tải lên không rõ ràng này, vui lòng thử lại, đảm bảo có cả bốn góc của giấy tờ tùy thân đều nằm trong hình ảnh. Đó thì bạn cần phải có hiển thị cả bốn góc của giấy tờ tùy thân nhé. Nếu như mà không đầy đủ bốn góc ấy, thì các bạn cần phải chụp lại rồi bạn lưu lại ở trên máy tính. Có nghĩa là bạn chụp ấy, thì bạn sẽ phải thừa ra một chút, sau đó thì bạn sẽ up lên. Sau khi đã tải ảnh lên rồi thì bạn sẽ nhấn vào tiếp nhé. Nếu như mà bạn to quá này, bạn không kéo được xuống dưới, thì bạn sẽ nhấn vào thu phóng này, bạn thu nhỏ lại cái tỷ lệ. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái chữ tiếp ở bên dưới này, thì bạn sẽ nhấn vào bước tiếp theo. Đó, thì bạn sẽ nhấn vào dấu ba gạch của Google Chrome ấy. Đó, thì bạn sẽ điều chỉnh cái thu phóng nó nhỏ hơn một chút để nó hiển thị ở bên dưới. Nếu mà bạn không kéo nó xuống dưới, bạn sẽ nhấn vào tiếp để đến bước tiếp theo. Đến bước thứ hai thì bạn sẽ nhập địa chỉ của bạn này. Bạn sẽ nhập địa chỉ đường phố này, thôn căn hộ này. Đó, thì bạn cũng nhập như lúc nãy mình nhập thôi. Thì ở đây thì nhập thì bạn sẽ viết bằng tiếng Việt không dấu, và chỗ tỉnh thì bạn sẽ nhấn vào mũi tên sổ xuống để bạn chọn theo tỉnh của bạn. Tiếp theo thì bạn sẽ điền mã bưu chính, mã bưu điện của bạn ấy. Nếu bạn ở tỉnh nào thì bạn sẽ lên Google rồi bạn sẽ tra cứu mã bưu điện của tỉnh nhé. Sau đó thì bạn sau khi mà đã đầy đủ thông tin và chính xác rồi thì bạn sẽ nhấn vào nút gửi để đến bước tiếp theo. Xác minh này, cảm ơn bạn đã gửi thông tin. Quá trình xác minh có thể mất vài ngày, chúng tôi sẽ gửi bạn qua email. Bạn sẽ mà đã hiểu. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn các bước để bạn thêm được thông tin thuế, kê khai thông tin thuế ở trên tài khoản Google AdSense, cũng như là thêm thông tin để mình xác minh này. Chúng tôi đang xác minh danh tính của bạn này, vui lòng đợi vài ngày để quá trình xác minh hoàn tất. Đó thì sau khi mà quá trình xác minh danh tính thành công ấy, hoặc là có kết quả thì Google sẽ gửi cho bạn qua email bạn nhé. Các bạn hãy thêm thông tin theo như mình hướng dẫn thì sẽ thành công bạn nhé. Thì video ngày hôm nay của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như bạn có góp ý hay thắc mắc thì bạn hãy để bên dưới phần bình luận của video. Và thấy video hữu ích hãy cho mình một like video, chia sẻ video cho nhiều người cùng biết tới. Và đừng quên cho mình xin một nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất, cũng như ủng hộ mình ra thêm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.